Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự ngày 7 tháng 5 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bế mạc hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, tổng hợp những nội dung trọng tâm tại hội nghị quan trọng này. Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá tăng thêm 1%, nâng tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ ngày 7 tháng 5 lên mức 21.673 đồng trên 1 đô la Mỹ. Ngày 7 tháng 5, kỷ niệm 61 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, dấu mốc quan trọng tiến tới đàm phán Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 ngày làm việc, chiều ngày 7 tháng 5, Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã họp phiên bế mạc. Sau đây là tổng hợp của chúng tôi về những nội dung trọng tâm của hội nghị. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ lưỡng, thẳng thắn về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sắp tới, với nhận thức sâu sắc rằng cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là then chốt của then chốt. Ban chấp hành Trung ương đã xác định các tiêu chuẩn cụ thể đối với các ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, tầm vóc trí tuệ, tư duy chiến lược, sức khỏe, tinh thần sẵn sàng đương đầu với khó khăn, quyết liệt trong hành động và hành động hiệu quả, đạo đức lối sống trong sáng, được nhân dân tín nhiệm. Kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm như bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái cương lĩnh đường lối nguyên tắc của Đảng, tham vọng quyền lực, xu nịnh chạy trọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ bè cánh lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền độc đoán, trù dập người thẳng thắn đấu tranh phê bình, để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng tiêu cực lớn ở địa phương đơn vị, có tính kế thừa và phát triển. Về cơ cấu nhân sự, Ban chấp hành Trung ương khóa tới cần có 3 độ tuổi, dưới 50, 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên. Chú ý tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Trung ương đã thảo luận phân tích kỹ lưỡng các phương án và đã quyết định tất cả các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1, điều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương, gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Trung ương tiếp tục khẳng định sự cần thiết, coi đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự án, xác định rõ những tiêu chí, điều kiện tiền đề để trở thành một cảng trung chuyển hàng không quốc tế trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các sân bay trung chuyển quốc tế trong khu vực Đông Nam Á. Tính toán kỹ hiệu quả đầu tư, lộ trình, phân kỳ đầu tư sao cho khả thi, phù hợp với tình hình phát triển của ngành hàng không Việt Nam và khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo toàn diện đất nước. Vì vậy, công tác nhân sự cấp cao của đảng không chỉ được các đảng viên mà còn được toàn dân đặc biệt quan tâm. Nội dung thảo luận nhân sự cho Trung ương khóa sau được người dân theo dõi sát sao qua báo chí. Đề cập đến các tiêu chuẩn cho nhân sự cấp cao của Đảng, những người được hỏi đều nhất trí và chia sẻ cụ thể hơn mong muốn của họ. Mong mỏi là lần này sẽ có những cán bộ tiêu biểu cho cái tinh thần chiến đấu trên cái mặt trận bảo vệ Tổ quốc. Nhất là lớp trẻ, lớp cán bộ có trọng trách lớn trong việc bảo vệ Tổ quốc. Cái nền kinh tế chúng ta đã trải qua kể cả lúc phát triển, kể cả lúc không thuận lợi như là lạm phát, giảm phát và lúc khó khăn, phá sản, thì chúng ta đã nảy sinh nhiều những mô hình tốt, nhiều nhân tố tốt và tất nhiên là sẽ nảy sinh nhiều cán bộ tốt, có trình độ, có mẫn cán, có lao động sáng tạo và có cái ý thức đóng góp tốt. Thì đây là một cái nhân tố mà chúng ta rất chú ý để khi bố trí chọn lọc để mà giới thiệu thì mới biến cái chủ trương, cái nghị quyết của Đảng, của Ban chấp hành Trung ương thành cái hiện thực vào cuộc sống được. Đây là thứ nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao phương châm lãnh đạo, ý Đảng, lòng dân. Vì vậy, lòng dân muốn lãnh đạo cấp cao của Đảng như thế nào được nghiên cứu rất kỹ ở Học viện Chính trị Quốc gia.
Nếu như mà đối với hỏi người dân ấy, thì người dân bây giờ là người ta đã sống trong hòa bình tự do rồi, người ta đang cố gắng để xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội rồi, thì những cái tiêu chí có tính lý tưởng của Chủ tướng ấy, thì người ta không phải là không biết, không phải là không đòi hỏi, nhưng mà đòi hỏi trước hết là những phẩm chất mà yêu cầu là có thể nói là thực tế nhất. Anh phải không tham nhũng, anh phải vô tư, anh không phải lợi ích nhóm, anh phải cần kiệm liêm chính chứ không vô tư. Kết luận hội nghị Trung ương 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định sẽ quyết tâm không để những đảng viên thoái hóa biến chất không đủ tiêu chuẩn lọt vào Trung ương Đảng. Ban chấp hành Trung ương, từng là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Phạm Thế Duyệt cho rằng các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân chắc chắn ủng hộ tiêu chí mà Trung ương Đảng đề ra, vấn đề là phải tổ chức thực hiện cho được. Thì cái trách nhiệm trước hết là đồng chí Tổng Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương là cái nơi được lắng nghe, lựa chọn và có một cái chuẩn bị cho Bộ Chính trị quyết, phải thực sự dân chủ, biết lắng nghe ý kiến các đồng chí Trung ương, lắng nghe các đồng chí trong Bộ Chính trị, trong Ban Bí thư một cách rất là kỹ lưỡng, dày công, biết nghe những tiếng nói trái chiều. Dân chủ không phải chỉ ở trong Ban chấp hành Trung ương, trong nội bộ, mà làm sao dân chủ được với tất cả trong hệ thống chính trị. Ví dụ, một trong những quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng viên phải chịu sự giám sát của nhân dân. Vì vậy, từ nay tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, chắc chắn nhân dân sẽ còn theo dõi sát sao để việc đề cử, ứng cử trong đảng đạt được chất lượng như mong muốn. Lễ khai mạc Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á lần thứ 48 vừa diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tại Thái Lan. Việt Nam tham gia hội nghị trong vai trò là Chủ tịch của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á, gọi tắt là CIMEO, nhiệm kỳ 2013-2015. Tại hội nghị lần này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á thảo luận về một số vấn đề trọng tâm như phát triển giáo viên mầm non, đào tạo tiếng Anh cho các sinh viên đại học khu vực Đông Nam Á, cơ chế hợp tác giữa CIMEO và giáo dục của Vương quốc Anh, các nước Đức, Nhật Bản và các trường đại học hàng đầu thế giới. Sự hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp tạo nên sức mạnh tổng lực giữa các thành viên ASEAN để các kinh nghiệm quản lý và xây dựng giáo dục hiện đại được lan tỏa trong cộng đồng, từ đó từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Năm nay tròn 50 năm thành lập Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á. Với vai trò là Chủ tịch nhiệm kỳ 2013-2015, trong 2 năm qua, Việt Nam được đánh giá tích cực trong việc thúc đẩy triển khai các mục tiêu quan trọng của CIMEO. Hội nghị lần này nhất trí bầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan làm Chủ tịch trong nhiệm kỳ mới 2015-2017. Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh tỷ giá tăng thêm 1%. Như vậy, tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng từ ngày 7 tháng 5 sẽ là 21.673 đồng, thay vì mức 21.458 đồng một đô la Mỹ trước đó. Đây là lần điều chỉnh tỷ giá thứ hai trong năm của Ngân hàng Nhà nước. Là ngân hàng thương mại có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn nhất trong hệ thống, diễn biến tỷ giá càng về cuối ngày tại Vietcombank càng giảm so với đầu giờ sáng, thời điểm mà Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định điều chỉnh tỷ giá. Nhiều ý kiến cho rằng, quyết định điều chỉnh tỷ giá ngày hôm nay giống như việc gỡ được nút thắt của thị trường. Bởi vậy, giao dịch ngoại tệ đã trở nên thông suốt trở lại. Chúng tôi đánh giá là cái diễn biến tăng vừa rồi thì chủ yếu do là yếu tố tâm lý. Và một khi mà tâm lý đã được giải tỏa thì cái người mua và người bán cũng sẵn sàng mua và bán, và do vậy cung cầu và thanh khoản của thị trường tốt hơn rất nhiều, và biểu hiện rõ nhất là cái tỷ giá đã giảm so với cả ngày hôm qua. Thì đầu giờ sáng nay thì cái tỷ giá sau khi có quyết định điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước thì tỷ giá giao dịch trên thị trường liên ngân hàng thì vào cỡ khoảng 21.700 đến 21.715 đồng một đô la Mỹ. Thế nhưng sau đó vào cuối giờ trưa nay thì đã giảm xuống còn khoảng 21.670. Và đến chiều nay thì giao dịch chỉ cũng ở mức khoảng 21.670 đến 21.680 đồng một đô la Mỹ. Chúng tôi cho rằng là tỷ giá đang quay trở về trạng thái giao dịch bình thường như trước, như cái thời điểm trước khi điều chỉnh. Dù thị trường dự đoán định rằng sẽ có sự điều chỉnh tỷ giá, song lần này Ngân hàng Nhà nước đã tạo ra sự bất ngờ cho thị trường về tính thời điểm. Điều này đã cho thấy sự chủ động, dẫn dắt của Ngân hàng Nhà nước về chính sách tỷ giá. Về thời điểm thì Ngân hàng Nhà nước đã có một cái sự cân nhắc hết sức kỹ lưỡng và thấy rằng đây là thời điểm phù hợp cho cái việc chủ động điều chỉnh.
Và lần điều chỉnh tỷ giá lần này là nhằm để đạt được các cái mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra và để ứng phó với những cái tác động bất lợi của thị trường tài chính quốc tế. Ngay từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra định hướng điều hành tỷ giá cho cả năm tăng không quá 2%. Như vậy, dư địa tăng tỷ giá từ nay đến cuối năm sẽ không còn. Nhưng xem ra, Ngân hàng Nhà nước vẫn kiên định với mục tiêu mà mình đã đưa ra. Trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành đồng bộ và linh hoạt các cái công cụ cũng như là các giải pháp để ổn định thị trường và tỷ giá trên mặt bằng giá mới và tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, các cái dự báo về kinh tế vĩ mô và tiền tệ để có thể điều hành một cách phù hợp. Lần điều chỉnh tỷ giá đầu tiên trong năm 2015, thị trường ngoại tệ cũng đã ổn định, thanh khoản thị trường tốt, cung cầu được đáp ứng và Ngân hàng Nhà nước đã mua được lượng ngoại tệ lớn bổ sung cho dự trữ ngoại hối nhà nước. Có lẽ đây cũng là cơ sở để cơ quan này đưa ra quyết định điều chỉnh tỷ giá lần thứ hai này. Ngày 7 tháng 5, kỷ niệm 61 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, dấu mốc quan trọng tiến tới đàm phán Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương. Ngày 7 tháng 5 cũng là ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam, thăm Bảo tàng Hải quân để hiểu về hành trình 60 năm giữ biển, về những chiến công, những thành tựu của lực lượng Hải quân. Ngày 7 tháng 5, kỷ niệm 61 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2015. Chiến thắng Điện Biên Phủ đánh dấu sự kết thúc một thời đại của chủ nghĩa thực dân. Chiến thắng này không những đã làm xoay đổi cục diện chiến tranh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa trên thế giới giành lại độc lập, tự do cho nhân dân mình, mà còn tạo cơ sở cho cuộc đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị Geneva, Thụy Sĩ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương. 61 năm qua, kể từ chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều bài học vẫn nóng hổi tính thời sự trong bối cảnh hiện nay, trong đó có bài học về tinh thần độc lập, tự chủ và phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân. Góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ có sự đóng góp của một nhà khoa học ít người biết đến, đó là kỹ sư Nguyễn Hy Hiền, hay còn gọi là kỹ sư Lê Tâm. Năm 1946, ông là người đã chế tạo thành công vũ khí SS, một loại vũ khí có sức công phá lớn và là nỗi khiếp sợ của quân địch. Năm 1952, ông là người chỉ đạo việc nổ mìn phá đá, mở đường chuyển quân lên Điện Biên Phủ. Nhân kỷ niệm 61 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với giáo sư Lê Tâm, một trong những người đại diện cho lòng yêu nước của công nhân kỹ sư quân giới Việt Nam. Đôi bàn tay lướt trên phím đàn theo điệu nhạc Vì nhân dân quên mình. Cũng chính đôi bàn tay này, cách đây gần 70 năm, đã chế tạo thành công vũ khí SS, hay còn gọi là súng rừng xác. Phụ trách quân giới Nam Bộ những năm 40 của thế kỷ trước, giáo sư Lê Tâm mong muốn chế tạo được một loại súng có sức công phá lớn, nhưng vẫn có thể vác trên vai. Vì thế, vũ khí SS đã ra đời với nguyên lý đạn lõm. Khi nổ thì viên đạn lõm tập trung năng lượng vào một luồng, như là mìn định hướng, và tạo ra sức nóng tới 3.000 độ C và với áp suất hàng trăm atmosphere. Tôi cho lộ tất cả là 250 quả trên một cái đường sắt, một khúc đường sắt độ 2 mét. Dày thế này, thép đường sắt thì cũng thép dày như là thép xe tăng. Nó chích thủng như thế nào, mình cũng thấy hóa ra xe tăng sẽ bị chích thủng như thế này. Ghê gớm lắm, nó chích thủng cháy rụi, thế rồi nó chặt đứt thế nào, chặt đứt như là con dao chặt. Với sức công phá như vậy, vũ khí SS trở thành trợ thủ đắc lực cho bộ đội Việt Nam chiến đấu với quân Pháp. Trong suốt khoảng thời gian dài sau đó, vũ khí SS trở thành nỗi khiếp sợ của quân địch, đánh đuổi nhiều đợt tấn công cũng như là càn quét của chúng. Phát huy hiệu quả cao là thế, nhưng khi chế tạo xong vũ khí SS, cảm giác của ông Tâm lại vô cùng giản đơn. Ngủ ngon. Bởi vì là một cái vũ khí thế thì cũng mất đồ một tuần, mất ngủ. Nhiều khi nửa đêm tôi nhớ, nửa đêm dậy phải tra một cái cuốn sách toán để tìm một cái công thức về những cái dòng chảy của các cái thuốc. Trong lúc đó thì đang sốt rét, quyền lâu sốt rét.
Đối với một đất nước còn lạc hậu về kỹ thuật như Việt Nam trong chiến tranh, thì việc chế tạo thành công vũ khí và phát huy tác dụng cao đã khiến cho quân địch hoang mang, tìm cách vô hiệu hóa. Bằng chứng là tài liệu bằng hình vẽ các loại vũ khí do quân giới Việt Nam chế tạo mà chiến sĩ cách mạng thu được trong hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua những nhận xét và đánh giá trong tài liệu này, có thể thấy quân Viễn Chinh Pháp đã không thể chối cãi một sự thật hiển nhiên. Đó chính là trí tuệ, tài năng và lòng yêu nước của công nhân cũng như là kỹ sư quân giới Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đã đi vào lịch sử quân sự, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Mưu trí, bất ngờ và sức mạnh của cuộc chiến tranh toàn dân là ba cụm từ miêu tả một cách ngắn gọn về chiến lược đã được sử dụng tại trận chiến mang tính quyết định ấy. Phóng sự sau đây sẽ điểm lại những yếu tố quân sự đặc sắc dẫn đến thắng lợi to lớn của quân đội Việt Nam, quân đội Việt Minh tại Điện Biên Phủ, hạ gục một pháo đài được các tướng lĩnh Pháp, Mỹ đánh giá là bất khả xâm phạm. Điện Biên Phủ, một pháo đài bất khả xâm phạm, một cỗ máy xay Việt Minh. Đây là khẳng định đầy tự tin của tướng Pháp Henri Navarre, tổng chỉ huy quân đội Pháp, khi nói về cơ cấu phòng ngự vững chắc Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, ý chí, trí tuệ và sự đồng lòng quyết tâm đánh giặc của quân đội Việt Nam là chìa khóa giành chiến thắng trong chiến dịch này. Tôi phải nói rằng điều ấn tượng nhất về chiến dịch Điện Biên Phủ cũng giống như quan điểm của phía Việt Nam, chính là mức độ tham gia của toàn dân, là sự huy động người dân Việt Nam cùng tham gia vào chiến dịch Đông Bắc. Đó phải nói là một nỗ lực thành công tuyệt vời khi có rất nhiều nghìn người cùng hỗ trợ quân đội của tướng Giáp khi đó đang nằm rất xa khu vực Đồng Bằng. Trên 20.000 xe đạp thổ, 28.000 tấn lương thực, đạn dược vận chuyển trên con đường dài hơn 1.500 km. Con đường hậu cần thông suốt sẽ mở con đường của vũ khí. Để giữ bí mật, việc kéo pháo vào trận địa diễn ra ban đêm và được ngụy trang kín đáo. Pháo được bộ đội kéo bằng tay khi cách trận địa khoảng 15 km. Trong suốt 55 ngày đêm, pháo binh được ngụy trang an toàn tại các trận địa giả, xây dựng sâu trong lòng núi. 80% số bom đạn của địch đã đánh vào trận địa giả. Các hệ thống chiến hào, giao thông hào vượt qua thung lũng được đào từ nhiều hướng, tạo thành thế trận, vây chặt cả tập đoàn cứ điểm. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy chiến dịch một cách tài tình và những phương án tác chiến linh hoạt, kịp thời điểm. Đặc biệt là chỉ đạo mang tính quyết định, đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Tôi cho rằng chiến thuật mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ là phù hợp với tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Căn cứ vào tình hình thực tế, linh hoạt kịp thời điều chỉnh chiến thuật. Ngày 6 tháng 5 năm 1954, đồn C1, A1, chiếc lá chắn cuối cùng bảo vệ sở chỉ huy tướng Đờ Cát bị đánh tan. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, tướng Đờ Cát cùng toàn bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành huyền thoại, nơi hội tụ cao nhất sức mạnh của chiến tranh nhân dân, của ý chí và trí tuệ Việt Nam. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, ngày 7 tháng 5 1955, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Cục Phòng thủ bờ biển. Từ đó, ngày 7 tháng 5 cũng trở thành ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong 60 năm hành trình giữ biển, những chiến công, những thành tựu xây dựng và phát triển của lực lượng Hải quân đã được lưu giữ đầy đủ tại Bảo tàng Hải quân. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị cùng đến thăm Bảo tàng Hải quân để hiểu hơn về quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng Hải quân Việt Nam. Được đón các bác cựu chiến binh ở đoàn tàu không số đến tham quan. Chúc các bác sẽ có một chuyến tham quan tại Bảo tàng Hải quân đầy lý thú và bổ ích. Với những người cựu chiến binh đoàn tàu không số, Bảo tàng Hải quân là nơi lưu giữ một phần ký ức của cuộc đời họ. Mô hình những con tàu không số, xa hình tuyến vận tải trên biển bí mật chi viện cho miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, hay hình ảnh của những người đồng đội cũ cùng chiến đấu năm xưa. Tất cả những hiện vật ấy đã gợi lên cho các cựu chiến binh nhiều cảm xúc. Đi lại chung lấy đồng đội mình quá xúc động, bởi vì những người ta là phải nằm xuống để cho mình có ngày hôm nay. Thế cho nên là các bác về đây để ôn lại những cái gì mà đất nước mình, tổ quốc mình đã đi qua. Khu trưng bày hiện vật về huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển là một trong 8 chủ đề trưng bày chính của bảo tàng, theo các chiến công lớn của lực lượng Hải quân. Bảo tàng Hải quân được thành lập ngày 4 tháng 1 năm 1975. Bảo tàng có tổng diện tích 16.000 m2, bao gồm cả khu trưng bày trong nhà và ngoài trời, với khoảng 8.000 tài liệu hiện vật,
thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Hải quân Việt Nam. Cái điều mà làm cho khách ấn tượng nhất khi mà đến tham quan bảo tàng là khi mà khách được nghe giới thiệu về 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thứ nhất là chiến thắng trận đầu ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964. Chiến công thứ hai là Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc. Và chiến công thứ ba là Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia phòng chống thủy lôi bão bom từ trường, vân vân. Hiện nay tình hình trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ đó đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác nâng cao nhận thức của người dân về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Giai đoạn hiện nay, tình hình trên biển ngày càng có những cái diễn biến phức tạp. Thì được đòi hỏi công tác sưu tầm của chúng tôi thì ngày càng phải được chú trọng và nâng cao để sưu tầm những cái tài liệu hiện vật có giá trị, phản ánh cái quá trình đấu tranh cũng như là đời sống, học tập của các cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa. 60 năm hành trình giữ biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam đang tiếp tục nối dài. Những chiến công, những thành tựu mới của lực lượng Hải quân sẽ tiếp tục được lưu giữ tại bảo tàng này để mỗi thế hệ người Việt luôn hiểu và tự hào về truyền thống anh dũng của những chiến sĩ canh giữ vùng biển và thềm lục địa của Tổ quốc. Tiếp tục với các tin tức khác. Ngày 6 tháng 5 tại Hà Nội, Đại sứ quán 5 nước Liên Xô cũ là Liên bang Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Azerbaijan cùng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước phát xít trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đại diện nhiều đại sứ quán, các tổ chức ban ngành của Việt Nam, các tổ chức hữu nghị đã tham dự sự kiện ý nghĩa này. Tại lễ kỷ niệm, đại sứ các nước Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Azerbaijan đã ôn lại cuộc kháng chiến anh dũng, tưởng nhớ, cảm ơn các thế hệ anh hùng của Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định ngày 9 tháng 5 mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt đem lại hòa bình cho nhân dân toàn thế giới. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga, Cộng hòa Séc và Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 5. Thưa quý vị, Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới và quần đảo Cát Bà, khu dự trữ sinh quyển thế giới là hai trong số những khu bảo tồn có giá trị kinh tế và sinh thái quan trọng nhất của Việt Nam. Trong 5 năm gần đây, công tác quản lý môi trường vịnh đã được chú trọng và cải thiện. Tuy nhiên, các hoạt động như du lịch, công nghiệp và hoạt động của cộng đồng ngư nghiệp vẫn đang gây lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị đa dạng sinh học. Sáng kiến Liên minh Hạ Long Cát Bà là ý tưởng nhằm tạo sự đồng thuận giữa các bên liên quan để giải quyết vấn đề này. Được khởi động từ năm 2014, sáng kiến Liên minh Hạ Long Cát Bà do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế khởi xướng và thực hiện thông qua hai khoản tài trợ có tổng giá trị lên tới 970.000 USD của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nhằm bảo tồn tính toàn vẹn tự nhiên của Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà. Chương trình có sự tham gia của các doanh nghiệp, cộng đồng và cơ quan quản lý. Tôi nghĩ rằng đã có rất nhiều nỗ lực phi thường được thực hiện nhằm làm sạch cảnh quan tại Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên còn cần nhiều nỗ lực hơn thế nữa. Việc này cần được thực hiện trong mối quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp, cộng đồng ngư nghiệp và chính phủ. Tôi rất vui mừng trước sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong các lĩnh vực về biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước, bao gồm sông Hồng và sông Mekong. Có thể thấy đây là cơ hội cho sự hợp tác mới của hai quốc gia. Theo đánh giá của các chuyên gia môi trường, hiện tình trạng chất lượng nước tại Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà là ô nhiễm 63,5% do rác nổi trên mặt nước. Tiếp theo là sự thay đổi màu nước. Mặc dù trên các tàu du lịch có lắp các hệ thống lọc tách dầu, nhưng chỉ được sử dụng khi có sự kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải, trong khi năng lực xử lý rác thải hiện chỉ đáp ứng 40% tổng số chất thải tại thành phố Hạ Long. Hiện nay thì cái công tác mà bảo vệ môi trường của Vịnh Hạ Long đang được tỉnh Quảng Ninh triển khai để làm sao mà cải thiện cho môi trường của Vịnh Hạ Long và bảo tồn tốt giá trị di sản. Chúng tôi đánh giá là liên minh này sẽ có một cái tác động rất là lớn đối với các khối doanh nghiệp, để doanh nghiệp sẽ chung tay cùng với lại cơ quan quản lý nhà nước để quản lý và bảo vệ môi trường của Vịnh Hạ Long tốt hơn. Sáng kiến Liên minh Hạ Long Cát Bà được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội để các bên có liên quan là cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng cùng phối hợp để đưa ra và thực hiện các kế hoạch dài hạn
bảo vệ bền vững môi trường di sản Hạ Long và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà. Theo Hiệp ước bảo vệ những khu vực di sản quan trọng của thế giới được ký năm 1972, nếu trong thời gian tới, vấn đề môi trường không được giải quyết triệt để tại hai khu vực này, rất có thể Vịnh Hạ Long sẽ được đưa vào danh sách vùng di sản nguy cấp cần được bảo vệ. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.